Tam Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân thượng toàn minh hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ kinh Majjhima Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Tiếp tục bài 114 kinh nhập xuất, tức xuất tức niệm kinh quán niệm hơi thở. Anapanasati Sutta 1077 đến 1081 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Dạ, để đi tiếp tục chương trình, con không thấy Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Quan Hỷ, Quan Hỷ nhận dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính cung. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại đại chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi có nói chuyện với Thượng Tọa về, thì Thượng Tọa có ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giảng cho xong cái bài kinh nhập tức xuất thức niệm. Và vì vậy hôm nay cũng xin lỗi đại chúng Pháp Tính là nhập tức quan hỷ tuần này đó, chúng ta đi qua cho xong cái bài kinh nhập tức xuất thức niệm này. Và tuần tới thì Thỉnh Đại Chúng Tính trở lại giảng như hàng tuần lễ hàng tuần. Bây giờ thì xin quý vị quan hỷ đọc lại cho trọn vẹn bài kinh. Dạ, đọc trọn nhập tức xuất thức niệm. Và sau khi quý Phật tử đọc xong thì chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu những cái đoạn tiếp theo của Pháp Quán Niệm Hơi Thở. Xin mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, còn thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Và sau đây con tiếp tục đọc bài kinh của từng điều qua. Tiếp tục bài kinh 118. Dạ con, quán niệm con xin sám hối đạo tràng, con hơi confused một chút. Anapanasati Sutta có nghĩa là kinh dạy về pháp niệm hơi thở ra, thở vào. Bản chữ Hán gọi là kinh nhập tức xuất niệm. Ngoài ra trong hợp khác đặc biệt, các dịch giả thời xưa không dịch mà chỉ phiên âm là kinh An Bang Thủ Ý. Nội dung kinh này chứa đựng nhiều điểm quan trọng về phép niệm hơi thở, được xem là sự thực hành căn bản trong tu tập tứ niệm xứ. 1077
thời cực thịnh của giáo pháp, thành Savatthi, kinh đô xứ Kosala, khi bài kinh này được giảng dạy của bậc đạo sư, còn có chư vị thánh đệ tử ưu tú là những bậc giáo thọ của tăng chúng bên ngoài, còn có sự hộ pháp đắc lực của những nam nữ cư sĩ bậc nhất, có thể gọi đó là thời kỳ hoàng kim của giáo pháp. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ tại Đông Viên Buparama giảng đường Lộc Mẫu Migara Matubasade cùng với nhiều thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, Tôn giả Mahamogalana, một đại mục Kiền Liên, Tôn giả Mahakachayana, đại ca Chiên Diên, Tôn giả Mahakothita, đại câu Hy La, Tôn giả Mahakabina, đại kiếp Tân Nga, Tôn giả Mahachunda, đại thuần đà, Tôn giả Anuruddha, Ana Luật, Tôn giả Rewata, Libada, và Tôn giả Ananda, cùng với nhiều bậc thượng tọa đệ tử khác có thời có danh xưng. Lúc bấy giờ các thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy các tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến cáo giảng dạy 10 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến cáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến cáo giảng dạy 30 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến cáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Và các tân tỳ kheo được các thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy với ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng và chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố Tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự Tứ, đang ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo đoanh vây. Thế Tôn nhìn quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các tỳ kheo: ta được thỏa mãn. Này các tỳ kheo, với đạo lộ này tâm ta được thỏa mãn. Này các tỳ kheo, dạ dạ Nam Mô Bổn Thầy, biết con rớt mạng, con xin phép để con đọc qua cái phone ạ. Dạ xin đạo tràng quan hệ cho con qua cái phone con đọc. Những tỳ kheo địa phương được nghe Thế Tôn ở lại đây. Dạ 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 con, những tỳ kheo địa phương được nghe ở đây, Thế Tôn sẽ ở lại đây tại Savatthi cho đến tháng tư lễ Komudi. Các tỳ kheo địa phương tụ họp tại Savatthi để yến kiến Thế Tôn, và các thượng tọa tỳ kheo lại càng khuyến cáo, càng khuyến giáo, giảng dạy các tân tỳ kheo nhiều hơn nữa. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Và những tân tỳ kheo được các thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng và
đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Cô Mudi, vào tháng tư, Thế Tôn ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng tỳ kheo đơn dây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo với các tỳ kheo: hội chúng này, này các tỳ kheo, không có lời thừa thải. Hội chúng này, này các tỳ kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. Chúng tỳ kheo như thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, các tỳ kheo là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỳ kheo như thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng bố thí ít được phước báo, được phước báo nhiều. Bố thí nhiều càng được phước báo nhiều, hơn một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng tỳ kheo như thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần do gia na, với một bao lương thực trên vai để đến yến kiến. Chúng tỳ kheo này là như vậy, này các tỳ kheo, hội chúng này là như vậy, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, thủ kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí, này các tỳ kheo. Có những bậc tỳ kheo như vậy trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được sanh từ ở đấy, được nhập niết bàn, không phải trở lại đời này nữa. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này, này có những tỳ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham sân si, là bậc Nhất Lai, sau khi sanh vào đời này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong tỳ kheo có những tỳ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dự Lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo là những vị sống chuyên tâm chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo có những vị sống chuyên tâm chú tâm tu tập bốn chánh cần. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong hội chúng này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập bốn như ý túc. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập năm căn. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tập năm lực. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm bảy giác chi. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập thánh đạo tám ngành. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập từ tâm. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo, có mặt trong chúng tỳ kheo này, các tâm tỳ kheo,
Trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bi tâm. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Các bậc tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập, hỷ tâm. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này, các bậc tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập, xả tâm. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tập bất định. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập vô thường tưởng. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập nhập thức xuất tức niệm. 1078 quán niệm hơi thở. Đức Thế Tôn khẳng định phép niệm hơi thở là căn bản để tu tập bốn niệm xứ. Bảy giác chi là những minh giải thoát. Hành giả đã cần hiểu áp dụng, hiểu cách áp dụng thiện xảo phép niệm hơi thở. Nhập tức xuất tức niệm này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức xuất tức niệm được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho minh giải thoát. Vijaya vimukti được viên mãn. Và này các tỳ kheo, như thế tu tập nhập tức xuất tức niệm như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào là quả lớn, công đức lớn. Ở đây này các tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và chú niệm trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra, vị tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Nhập tức xuất tức niệm này các tỳ kheo tu tập như vậy làm cho sung mãn, như vậy được quả lớn, được công đức lớn. 1079 làm viên mãn bốn nhiều niệm xứ với pháp quán niệm hơi thở. Và như thế này
Này các tỳ kheo, là nhập tức xuất tức niệm được tu tập như thế nào làm cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên mãn? Khi nào này các tỳ kheo, tỳ kheo thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài, hay khi thở ra dài vị ấy biết tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vị ấy biết tôi thở vô ngắn, hay khi thở ra ngắn vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên thân này các tỳ kheo, vị tỳ kheo trú tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời này các tỳ kheo. Đối với các thân, ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các tỳ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nghĩ cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ này các tỳ kheo, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời này các tỳ kheo. Đối với các cảm thọ, ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy các tỳ kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào này các tỳ kheo, tỳ kheo nghĩ các cảm giác tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm thiền định tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm thiền định tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán tâm trên tâm này các tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời này các tỳ kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy này các tỳ kheo, trong khi tùy quán tâm trên tâm, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào các tỳ kheo nghĩ quán vô thường tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham, quán đoạn diệt. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong Dạ, con sẽ tiếp tục qua phone ạ. Nhập tức niệm này các tỳ kheo được tu tập như vậy được làm cho sung mãn, như vậy khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. 1080. Này làm viên mãn bài bảy giác chi với pháp quán niệm hơi thở và bốn niệm xứ.
Này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Này các tỳ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, tỳ kheo chú nhiệt tâm tỉnh giác, giác niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong khi ấy, niệm không hôn mê, niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn mê, vị ấy cũng được an trú. Này các tỳ kheo, trong khi ấy niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với tỳ kheo. Trong khi ấy, tỳ kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy niệm giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn, vị ấy an trú với chánh niệm. Như vậy suy tư, tư duy thẩm sát pháp với trí tuệ. Này các tỳ kheo, trong khi chú với chánh niệm như vậy, tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy. Trong khi ấy, trạch pháp giác chi được bắt đầu khởi lên với tỳ kheo. Khi ấy tỳ kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy, trạch pháp giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Trong khi tỳ kheo với trí tuệ si tư, tư duy thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với tỳ kheo ấy. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy, tỳ kheo tu tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi, tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Này các tỳ kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi tỳ kheo tinh tấn tinh cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy hỷ giác chi được vị tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy hỷ giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an. Trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy, khinh an giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có thân khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo có thân khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi ấy, định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy, định giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy, định giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Trong khi ấy, xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy, xả giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy, xả giác chi được tỳ kheo làm cho đến sung mãn. Này các tỳ kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ. Này các tỳ kheo, trong khi quán tâm trên tâm. Này các tỳ kheo, trong khi quán pháp trên các pháp. Tỳ kheo an trú nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Trong khi ấy, niệm của các vị ấy được an trú, không có hôn mê. Này các tỳ kheo, trong khi niệm của tỳ kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được tỳ kheo tu tập. Niệm giác chi ấy trong khi ấy được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các tỳ kheo, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy với trí tuệ, trạch pháp giác chi được
trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trạch pháp giác chi trong khi ấy đi đến sung mãn, tinh tấn không thụ động, bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo suy tư, tư duy thẩm xét pháp ấy với trí tuệ, và tinh tấn không thụ động, bắt đầu khởi lên nơi vị ấy tinh tấn giác chi. Trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị ấy, nơi vị tỳ kheo, tinh tấn giác chi được tỳ kheo tu tập. Tinh tấn giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Đối với vị ấy tinh thần, tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo tinh cần, tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi trong khi ấy bắt đầu được khởi lên tỳ kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỳ kheo. Hỷ giác chi ấy trong khi ấy được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ, được thân khinh an, được tâm cũng khinh an. Trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Tâm vị trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỳ kheo định tĩnh. Như vậy khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với tâm định như vậy, bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Này các tỳ kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bảy giác chi được sung mãn. 1081 minh giải thoát được viên mãn. Và này các tỳ kheo, bảy giác chi tu tập như thế nào làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho minh giải thoát. Dạ con xin sám hối. 1081 minh giải thoát được viên mãn. Và này các tỳ kheo, bảy giác chi tu tập như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. Tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. Này các tỳ kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Dòng thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con đã đọc xong bài học hôm nay. Tại cái đường nét con nó rớt, có cái gì sơ sót trong khi con đọc, các quý ngài quý sư tha lỗi cho con. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Và sau đây con kính cung tỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Quang Hỷ giảng giải bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính sư. Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đưa lời chư Trung Đức Thượng Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị,
khi mà chúng ta muốn mô tả một điều gì đó, thì chúng ta thường bắt đầu một điểm rồi khai triển dần dần. Nhưng mà ở trong cuộc sống thực tế ở bên ngoài, không phải chỉ có một điểm mà thôi, mà nó có rất là nhiều cách để bắt đầu. Nếu ví dụ như chúng tôi nói về việc đến sống ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể bắt đầu vào việc là mình phải học sinh ngữ, rồi từ học sinh ngữ mình mới đi tìm những cái nơi mà huấn nghệ với cái vốn lý sinh ngữ của mình, rồi đến những nơi mà huấn nghệ tìm ra công việc làm, những công việc làm rồi bắt đầu mình mới xây dựng cuộc sống căn bản. Cái đó nó chỉ là một cách nói thôi, không ai nhất thiết đến Hoa Kỳ đều giống như vậy hết. Người ta có thể đến được và bắt đầu bằng cách đến nhờ một người bạn thân là tôi giới thiệu đi làm, và trong lúc đi làm học thêm tiếng Anh. Nhưng mà chúng thì chúng ta có thể nói rằng ai cũng đến Hoa Kỳ cũng cần có những cái căn bản, chính là có một công ăn việc làm để tạo ra cái lợi tức thu nhập, hoặc giả là biết sinh ngữ để thể giao thiệp đi lại, biết lái xe, có một cái cơ ngơi nhà cửa, dù nhà mướn hay nhà mua để ở. Mặc dù đó là những gì rất là thiết yếu ở trong giai đoạn đầu, nhưng mà có người làm cái nghề này trước, cái người làm cái kia trước. Ở trong phần mở đầu của bài kinh thì chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật Ngài ngồi giữa chư tăng, và ở trong chư tăng tất cả đều là những vị có cái sự tu tập và tinh tấn. Thì Đức Phật Ngài có đề cập rằng có những vị chuyên tu về tứ như ý túc, có những vị chuyên tu về tứ chánh cần, có những vị chuyên về tứ niệm xứ, có những vị người ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát chánh đạo, quán về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có bất tịnh, v.v. Thì rõ ràng là khi mà Đức Phật Ngài đề cập như vậy thì Ngài cho chúng ta thấy rằng ở trong sự tu tập đó, nó không phải chỉ có một cách bắt đầu duy nhất. Nếu mà chúng ta theo cái cách nói bình thường đó, là mình tu mình phải tu tứ chánh cần, hay mình tu mình phải tu tứ niệm xứ, mình phải tu được tu thất giác chi, thì cách nói đó mà mình dùng chữ phải bắt đầu như vậy đó là cách nói võ đoán. Chúng ta quên đi lời dạy của Đức Phật là ở trong một hội chúng có nhiều vị với nhiều cách tu khác nhau, mà Ngài Mahabhuva Ngài ví dụ như là chúng ta kéo một cái mền, kéo cái mền không có đòi hỏi là mình nắm góc này hay nắm góc kia, nghĩa là mình nắm một góc mình có thể kéo nguyên cả cái mền của mình được. Thì ở tại đây đó, rõ ràng là khi mà Đức Phật ngồi giữa tăng chúng và Ngài đề cập có nhiều vị tu nhiều cách khác nhau, kể cả cái pháp thở ra thở vào, quán niệm nhập tức xuất tức niệm đó, thì đó là một ở trong những pháp quán đó. Do vậy thứ nhất là chúng ta phải có một cái nhìn rất là tổng thể, là trong cái sự nhập cuộc khởi đầu sự tu tập, chúng ta sẽ khởi đầu nhiều phương thức khác nhau, không nhất thiết chỉ có một phương thức. Ngay cả một cái cách mà ở đây Đức Phật đề cập đến nhập tức xuất tức niệm, cái mà đáng ngại nhất của phật tử tu tập là đôi khi mình tâm đắc hay mình cảm thấy hoan hỷ với một pháp tu gì đó, thì mình cứ khăng khăng nghĩ rằng đó phải là tất cả, mọi người đều phải bắt đầu từ đó. Giống như chúng tôi nói rằng mình nói chuyện đi qua bên Mỹ sống mà hội nhập vào nước Mỹ đó, thì cái chuyện mà đi kèm tìm việc làm nó cũng là cần đó, học tiếng Anh cũng là cần đó,
Dạ, học lái xe cũng là cần đó, tìm một cái nhà ở cũng là cần đó. Nhưng mà bảo rằng cái trật tự thứ lớp mà trước sau á, thì không phải ai qua cũng phải bắt đầu một cái điểm giống nhau. Dạ, thật ra chúng ta nên để ý phần này như vậy. Cái sự dẫn nhập của Đức Phật ở phần đầu rất là quan trọng. Chúng ta phải có cái nhìn rất là toàn diện để thấy rằng mỗi một cái pháp tu, dù đó là tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, v.v., thì đó là một ở trong nhiều cái phương cách. Và ở đây đặc biệt Đức Phật Ngài nhiều thời giờ để giảng về cái pháp niệm hơi thở. Thì trong cái pháp niệm hơi thở đó, chúng ta nên hiểu rằng nó có một bước bắt đầu. Và ở cái bước bắt đầu đó, dần dà đưa chúng ta đi đến những cái giai đoạn tiếp theo. Và những giai đoạn đó nó vốn dĩ là tự nhiên. Dạ, tự nhiên. Cái giai đoạn tự nhiên này đó, nó tương tự như là khi mà chúng ta học lái xe đó, thì đầu tiên người ta chỉ dạy chúng ta làm sao để điều khiển cái chân ga, cái chân thắng, cái tay lái. Và dĩ nhiên đó là căn bản đó. Căn bản là mình phải học làm sao để sử dụng chiếc xe cách thành thạo. Nhưng mà quý vị chắc chắn rằng trên đường chúng ta đi đó, thì có những con đường có khi có tuyết, phải gặp tuyết lái như thế nào. Có khi gặp con đường núi, mình phải lái như thế nào. Có những đoạn đường người ta sửa chữa nó rất là chật hẹp, mình phải lái như thế nào. Có những lúc trời mưa, mình phải lái như thế nào. Nhưng mà cho dù là đường có tuyết, đường trời mưa, hay là bất cứ một cái hoàn cảnh nào, cái tình huống nào xảy ra, thì cái căn bản về điều khiển chiếc xe đó là tất cả chúng ta đều phải có. Dạ, biết cách đạp thắng, biết cách đạp ga, biết cách để vẽ tay lái qua phải, qua trái khi mà cần thiết. Thì những điều này đó, một cái căn bản tự nhiên. Thì niệm hơi thở cũng vậy. Không có một hành giả nào mà niệm hơi thở bây giờ và 10 năm nữa thì cái trạng thái niệm hơi thở nó cũng giống nhau, không phải. Dạ, càng ngày nó càng thạo hơn, càng ngày chúng ta đi càng xa. Bởi vì ở trong một số các cái đệ tử của Hòa Thượng Nhất Hạnh, khi mà vào thực tập thì các vị hay học những cái bài tủ, dạ, cái cách niệm hơi thở, niệm vào ra vậy. Và các vị niệm một thời gian rồi, thì khi một cái trạng thái nó thuần thục rồi, đi xa hơn thì các vị lại không có bài. Và không có bài hướng dẫn đi xa hơn nữa, mà nó chỉ ví dụ thở vào như vậy, thở ra như vậy. Thì chúng ta nên hiểu cái nguyên tắc căn bản của niệm hơi thở đó, là khi mà chúng ta càng niệm càng xa, càng thành thạo đó, thì chúng ta phải đối diện với nhiều cái trạng thái, nhiều cái tình huống khác nhau. Và ở tại đây Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta nên ứng xử trong những tình huống như thế nào. Thì điều đầu tiên là chúng ta bắt đầu bằng cách là niệm hơi thở vào và hơi thở ra. Và khi niệm hơi thở vào, hơi thở ra được rõ ràng đó, thì cái sự tinh tế nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái chỗ là chúng ta có thể ghi nhận là hơi thở vô dài hay là ngắn, hơi thở ra dài hay là ngắn. Và khi hơi thở vô hay thở ra dài ngắn đó, thì thứ vì chúng ta thường tập trung vào một điểm nào đó như là một cái trạm gác để lắng nghe. Nhưng một lúc nào đó đó, thì chúng ta không còn nhìn hơi thở từ một điểm nữa, mà chúng ta nhìn hơi thở một cách toàn diện. Chúng tôi lấy ví dụ như là nói về kinh tế, thì một người làm ăn họ có thể đo lường được cái sự phồn thịnh của kinh tế và sự suy thoái của kinh tế qua hai điểm. Một là nếu họ điều hành một cái công ty và làm đẹp, mà lúc đó khách khứa ra vào nhiều, thì từ chỗ đó họ có thể đoán biết là lúc này người ta có nhiều tiền lắm bạc, thành ra họ thích tiêu xài, họ thích xa xí, họ thích làm đẹp. Ví dụ họ làm móng tay, họ làm tóc chẳng hạn. Tức là lấy một cái điểm rất là chi tiết là cái cơ sở làm ăn của mình để có thể bắt mặt hay có thể nhận ra cái tình trạng kinh tế chung. Đó là một cách.
Và một cách khác là chúng ta không nhìn vào một cái cơ sở thương mại, mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số về kinh tế được các tờ báo, được các cơ quan thông tấn nói chung lúc này có bao nhiêu người thất nghiệp. Ví dụ ở Hoa Kỳ, sáng nay chúng tôi thấy không có tin tức là ở Hoa Kỳ có 14.4% người ta thất nghiệp. Tức là con số thất nghiệp ở tại Hoa Kỳ cho đến thời điểm này ảnh hưởng bởi đại dịch Corona đó, thì có gần 15% bị thất nghiệp, 15% cái lực lượng lao động bị thất nghiệp. Đó là con số tổng quan. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta khi mà mình viết văn á, thì nó có pháp luật chiếc trung và quy đặt. Có những khi chúng ta nhìn một cách toàn diện, và có nhiều khi chúng ta nhìn từ một điểm nào đó. Thì cái người nhiễm hơi thở đó, thì có lúc mình chỉ tập trung vào một điểm, và hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ngắn, hơi thở dài. Nhưng mà có lúc người đó cảm nhận cái hơi thở bằng một cái sự chuyển động toàn bộ của thân, cảm giác toàn thân dễ thở vô, dễ nhận biết. Cảm giác toàn thân bị thở ra, dễ nhận biết. Dạ. Nếu bây giờ hơi thở đó, nó không còn chỉ là một cái luồng khí đi ngang mũi, đi ngang đi vào buồng phổi của chúng ta, hay đi vào chữ phòng chạp nữa, mà nó là một cái sự cảm nhận toàn thân mình ở như thế nào, toàn thân mình nó đi theo cái nhịp thở như thế nào. Và thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi có nói đến hai chuyện, đó là sự an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. An tịnh thân hành, thân hành tức là hơi thở, thân hành là một chữ khác của hơi thở. An tịnh thân hành là được nói theo cách đơn giản là thở tự nhiên. Dạ, thở tự nhiên. Bây giờ mình không có bắt hơi thở phải ngắn, bắt hơi thở phải dài, bắt hơi thở phải thế này thế kia. Mà lúc bây giờ chánh niệm chỉ đơn thuần là theo dõi hơi thở, mà không có tái máy, không có chi phối, không có cố tình để mà nhồi nặng hơi thở, bắt hơi thở phải thế này, phải bắt hơi thở phải thế kia. Thì thưa quý vị, lúc bấy giờ đó là an tịnh thân hành, có nghĩa là vì đấy có thể chánh niệm theo dõi hơi thở mà không có vật lộn hơi thở, không có làm chủ hơi thở. Nói thật chứ Mỹ là không có bossy với hơi thở, nó là mình phải thở thế này, thở kiểu kia, mà thở một cách tự nhiên. Và cái việc của chánh niệm chỉ là biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, chứ không có bắt mình mình phải thở đi vô, phải thở ra, phải thở vô dài, phải ra thở ra dài. Mình không cần phải làm như vậy. Thật sự thì có đôi lúc hơi thở không có rõ ràng, có đôi lúc chúng ta mới bắt đầu thì hành giả có thể hít vào thật sâu, thở ra thật chậm để chúng ta có thể bắt kịp nhịp với sự hơi thở. Nhưng mà điều đó, cái sự điều khiển hơi thở đó, nó chỉ nên xảy ra trong pha hơi thở đầu thôi. Sau đó chúng ta trở về lại với hơi thở tự nhiên, là hơi thở ra, hơi thở vào. Thì chúng ta đều có thể theo dõi hơi thở mà không có can dự vào, không có xen vào, không điều khiển vào. Cái đó ở trong thuật ngữ trong kinh gọi là an thân hành. Và cái an tịnh tâm hành, hôm qua chúng tôi nói an tịnh tâm hành ở đây, đó là tầm và tứ. Cái chữ tầm và tứ và trong tâm hành có nghĩa là suy tư và cái sự cố gắng bám víu. Nhờ tứ là sự bám víu và tầm là sự hướng tâm, hay là nói cách khác là một sự suy tư. Thì một cái người mà gọi là thở, mà gọi là an tịnh tâm hành, có nghĩa là lúc đó người đó sống với hơi thở mà không có còn bị chi phối bởi những ý tưởng lan man chỗ này, lan man chỗ kia nữa. Như trường hợp là cũng thường uống trà, mà có những người uống trà họ để hết tâm vào chuyện uống trà đó, thì lúc đó họ cắt rời cái thế giới ở bên ngoài, họ tách ra. Lúc mình uống trà là mình cứ chuyên vào uống trà, chứ không phải ngồi đó uống trà để mà mình ngồi đó để mà mình bàn việc làm ăn hay bàn việc buôn bán, mà chỉ uống trà thôi. Thì cái đó chúng ta gọi là an tịnh tâm hành. Cái này là một trạng thái mà chúng ta gọi ở trong kinh là
mình thật sự thống sống thoải mái với hơi thở của mình. Khi nào mà quý vị đi đâu chơi chẳng hạn, như là cuối tuần quý vị rời khỏi công việc, rời khỏi căn nhà, đi ra ngoài bãi biển và đi chơi với người rất thân của mình, mà trong lúc đi chơi vì quá vui và vì mình quá thân với người cùng với mình, do đó mình gác lại một bên tất cả những chuyện khác và mình hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn để tâm vào cái chuyện mình đang có mặt ở bờ bãi biển hay chỗ cắm trại, mà mình không còn bị chi phối những ý tưởng hoang mang ở bên ngoài đó. Cái đó ở trong bài kinh gọi là an tịnh tâm hạnh. Nói một cách khác là chúng ta hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn dễ chịu. Khi một người mà đang ngồi thiền mà họ nghĩ rằng không biết bao nhiêu phút nữa mình sẽ hết giờ ngồi thiền, hay là mình còn ngồi bao lâu nữa, thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta với cái thực tập đó, nó còn có sự giằng co với nhau, nó giống như còn có một chút miễn cưỡng. Cái miễn cưỡng đó nó gọi là không có an tịnh về tâm hành. Nhưng một khi mà mình đã thực sự mình thích rồi đó, thì cái thời gian nó trôi qua rất mau. Có một lần chúng tôi ngồi nói chuyện với một anh Phật tử. Anh này rất là mê coi phim của những tác phẩm phim cổ phong của Kim Dung viết. Và thời xưa thưa quý vị, coi phim rất là cực lắm, họ phải ra tiệm họ mướn, mà mướn mỗi ngày chỉ được một cuốn thôi, họ không cho mướn nhiều cuốn video, mướn xong và đem trả lại. Và kể ra đi coi phim thời đó rất là cực. Nhưng mà anh chạy tới chạy lui và anh nói rằng khi anh coi phim thì anh tiếc từng giây phút một và anh không bao giờ muốn rời. Và khi cuốn phim nó hết rồi thì anh cảm thấy còn tiếc nuối. Bởi vì sao? Bởi vì anh hoàn toàn tập trung vào cuốn phim đó. Thì khi một người mà đã quen với hơi thở, đã thực sự sống với hơi thở, thì người đó sẽ đạt đến một trạng thái rất là thoải mái, thoải mái trong pháp niệm đó. Cái sự thoải mái này làm cho người đó gắn bó một cách rất là tự nhiên, một cách rất là dễ chịu, không có mong cho mau hết giờ, không có mong làm việc khác. Bởi vì khi mà mình nói rằng mình làm một việc gì mà còn có người nhắc, còn có người nói rằng mình phải làm như là một bổn phận hay là mình phải đó, thì lúc đó mình chưa thực sự nhập cuộc. Mà khi một khi mình đã nhập cuộc rồi thì không cần phải ai nhắc, không ai bảo, mà lúc đó là mình hoàn toàn để tâm vào cái đó, gọi là an tịnh tâm hạnh. Nhưng mà những điều mà chúng ta nói về nãy giờ đó, nó chỉ là một bước đầu đối với cái trạng thái liên quan đến thân và niệm hơi thở. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta nói đến cảm thọ. Chắc chắn một chuyện đó là một người vào niệm hơi thở thì người đó cũng phải trải qua một giai đoạn để phục vụ với cái cảm thọ của mình. Cái cảm thọ ở đây nó gồm cả hai thứ: cảm thọ khổ và cảm thọ hỷ và cảm thọ lạc. Cái cảm thọ khổ ở tại đây là chúng ta không có làm theo thói quen. Cái không làm theo thói quen á, nó tạo ra những phản ứng về hệ thần kinh của chúng ta và về cả cái tâm lý. Lấy ví dụ như là bình thường chúng ta quen chụp cái này bắt cái kia, thì mình thấy đời sống mình dùng cái chữ gọi là thú vị hay là sinh động. Bây giờ mình ngồi trở lại nhìn hơi thở đó, thì mình cảm thấy rất là nhàm, rất là đơn điệu và cảm thấy không có hào hứng, không có hứng thú. Một người mình niệm hơi thở đầu tiên phải ý thức rằng tất cả nó chỉ là một thói quen thôi. Thói quen ở đâu thì quen đó, và khi mình quen rồi đó, thì mình sẽ dễ chịu và mình phải chấp nhận những cái khó khăn ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Chúng tôi lấy một ví dụ là cách đây 2 năm có một gia đình Phật tử quen từ California dời về Dallas. Thì gia đình này khi mà dời về đó được 3 tuần gọi điện thoại nói với chúng tôi rằng họ muốn trở về California lại, tại vì ở đây sống buồn quá. Họ nghĩ ở Texas cũng đông người Việt,
nhưng mà sau sinh hoạt ở đây rất buồn với California. Con cái cũng muốn về, vợ chồng cũng muốn về, nhưng mà nhà ở California đã bán rồi, tiền bạc đã chuyển về Texas rồi, đã đầu tư rồi, bây giờ chuyển trở lại California là cả một vấn đề. Nhưng mà khoảng chừng một năm rưỡi sau, khi mà chúng tôi lên trên Dallas thăm ngày Kusananda đó, thì gia đình đó có mời đến nhà dùng cơm, và chúng tôi nói chuyện lại đó, thì bây giờ họ đã quen và họ bắt đầu thoải mái, và họ nói rằng bắt đầu họ thích cái rộng lớn của Texas. Họ cảm thấy rằng ở đây nhà ở nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Thí dụ như vậy, ở California vì nhà nó đắt thì họ phải share nhà với người khác, ở Texas họ thoải mái. Thì bây giờ họ đã bắt đầu quen với Texas, và từ cái chỗ mà xa lạ, ngỡ ngàng, khó khăn, đến cái chỗ thân quen đó, nó phải mất một ít thời gian. Nó mất một ít thời gian. Thì cái thời gian đó là thời gian hành giả vật vả với chính mình, vật vả với hơi thở. Và không có cái gì chán bằng mình sống vào trong một cái thế giới khác, mà bây giờ mình thả vào trong thế giới khác, sống trong thành phố khác, mà thả vào thành phố khác. Thì giai đoạn đó là giai đoạn hành giả phải thấy được, phải chấp nhận, nó tự nhiên nó như vậy đó, đừng làm lớn chuyện, đừng bực bội, đừng khó khăn vì đó. Nhưng mà chuyện này thì nó vẫn không có chi phối hành giả nhiều, tại vì nếu chúng ta có lọc tâm thì nó dễ. Điều mà chúng ta bị chi phối vì cảm thọ nhiều nhất đó là cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ và cảm thọ lạc. Cái chữ hỷ và lạc ở trong kinh Tứ Niệm Xứ ở tại đây đó, và cũng như trong từ vựng Phật học đó, là chúng ta phải phân biệt cho rõ. Chữ hỷ nghĩa là trạng thái hân hoan, và lạc đó là trạng thái hưởng cảnh. Ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ là trạng thái hỷ như mình khát nước, mà có ai đem cho mình một cái ly nước, chúng ta chưa uống, nhưng mà mình cái cảm giác đầu tiên đang khát nước mà có một ly, một chai nước rất là như nước lạnh. Nếu mà thích uống nước đá và thích nó lạnh và nó ngon, cái cảm giác hân hoan đầu tiên chúng ta gọi là hỷ thọ. Dạ, cảm giác hỷ thọ, sự hân hoan đó. Và khi mà mình uống nước vào, cái đã khác, cái hết khác, cái thoải mái đó chúng ta gọi là lạc thọ. Thì khi trong giai đoạn đầu mà mình phải chật vật, mình phải khó chịu, mình tương đối là hơi nhàm chán, hơi đơn điệu đối với hơi thở đó, thì coi xem vậy đó mà chúng ta ít bị đánh lạc thứ. Mà trong lúc mà chúng ta đến một cái trạng thái, một cái giai đoạn tiếp theo là chúng ta hoàn toàn dễ chịu, hoàn toàn thoải mái đó, thì chúng ta bị cái cảm giác hỷ thọ. Tức hỷ thọ đây chúng tôi nói là sự hân hoan. Cái trạng thái hỷ thọ này là một cái rất là nguy hiểm, nó dễ làm cho chúng ta đi lệch hướng. Chúng ta định nghĩa hỷ thọ là thế nào? Là một Phật tử chưa bao giờ biết chùa, chưa bao giờ đi chùa, bỗng nhiên có một người nào đó hướng đi chùa, lên chùa thấy chùa yên tĩnh, gặp quý thầy mình thấy thích, gặp cái cảnh chùa thấy nó thoải mái, tự nhiên cứ rủ bạn bè đi hoài. Thì cái thời gian đầu mà mình mới đi, mình cảm thấy thích, mình đi hoài đó, thời gian đó chúng ta gọi là hỷ thọ, là hân hoan. Nhưng mà mình phải ý thức một điều, cái hỷ thọ đó nó không phải là cái gì mà kéo dài lâu được. Cho dù là vị thầy có dễ thương cách mấy, cho dù là ngôi chùa có đẹp cách mấy, nhưng mà một người Phật tử đi chùa mà bằng cảm giác hân hoan như vậy, họ không đi lâu dài được. Dạ, nó chỉ là bước bắt đầu. Nó chỉ bắt đầu, cũng như là mình mới học một cái nghề gì đó, hay là tập thành một cái gì đó. Giống như chúng tôi hồi nhớ là mới qua Mỹ mà có một vài người bắt đầu học lái xe, mới biết được lái xe thì rất thích lái xe, ai nhờ đi đâu cũng lái xe đi, và có dịp là lái xe ra bên ngoài. Nhưng mà chúng ta không thể nào sống lâu dài hoài với cảm giác là thích lái xe hay là hân hoan lái xe. Cái sự hân hoan đó nó mang tính cách rất là giai đoạn, nhưng mà giai đoạn này nó dễ đến chật hướng vì hành giả. Dạ, hành giả thành ra lúc bây giờ đó thì vị đó cũng phải lấy hơi thở làm chuẩn, vì ấy phải ý thức được rằng mình đang thở vô thở ra với cái cảm giác của hỷ thọ. Dạ, hỷ thọ đi với hơi thở.
Tại sao vị này phải phải tập cái khả năng đối diện với điều này? Thứ nhất á, là nếu vị này không có ý thức rõ đó, thì cảm giác hỷ thọ đó nó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng cái cảm giác nó là chính và hỷ thọ nó là phụ. Và thứ hai đó là chúng ta không thấy được cái sanh và diệt. Và cái thứ ba đó là có thể là chúng ta lấy cái hỷ thọ đó là một cái chúng tôi không nói là cứu cánh, nhưng mà nó là một cái sự theo đuổi. Sự theo đuổi đó làm cho chúng ta đánh mất hơi thở. Như hôm qua, hôm kia chúng tôi có dùng chữ là điều hổ ly sơn đó, là cảm giác hỷ thọ đó. Có nhiều người thú vị, họ muốn trở lại một cái trạng thái hưng phấn. Trạng thái hưng phấn là trạng thái mà người ta dùng ở ngoài thế gian. Ở đây chúng ta dùng chữ hân hoan đó. Sự hưng phấn đó đó, nó không thể nào là một cái gì mà nó đồng hành với chúng ta lâu dài được. Hưng phấn nó chỉ đến ở một giai đoạn đầu, nhưng mà về đường dài đó, nó phải dựa trên một cái nền tảng khác, một cơ sở khác. Nhưng mà bây giờ hành giả không thể bỏ nó được, nhưng cũng không thể theo nó được, mà hành giả phải đi kèm với nó, với hơi thở. Dạ, đi kèm hơi thở là mình cảm thấy rất là hân hoan, cảm thấy rất là thích thú đối với cái sự gọi là không có bị chi phối bởi việc khác mà chỉ sống hơi thở thôi. Nhưng mà trong cái sự hân hoan đó, nó cũng chứa cái mầm nguy hiểm là nó sẽ hủy diệt cái định và niệm của mình. Cái định là gì? Định tức là cái khả năng bền bỉ. Niệm là gì? Niệm là cảnh giác. Định là tiếp tục với hơi thở, tiếp tục với hơi thở, dù mình rất vui hay mình không vui, dù mình hoan hỷ không hoan hỷ, mình thoải mái không thoải mái, thì chúng ta vẫn tiếp tục như vậy. Đó là vì ấy thở mà với cái sự ý thức rõ về hỷ thọ. Ông Joseph Goldstein đó là một ở trong những người lập ra trung tâm IMS. Có một lần ông nói chuyện ở trong một bài nói chuyện mà chúng tôi được tham dự đó, thì ông nói rằng đối với một số những người Tây phương, khi mà tu tập thiền tứ niệm xứ đó, thì cái nguy hiểm nhất là người ta nghĩ rằng hành thiền để đạt đến chỗ thư giãn, gọi là relaxation. Khi mà họ nghĩ đến chỗ thư giãn và họ đạt đến một trạng thái hân hoan đó, thì lúc đó họ chụp vào cái đó như là một cái kết quả, một thành quả đáng để trân trọng, đáng để gìn giữ. Nhưng mà cái đó nó lại chính là sự thất bại. Nó chính là sự thất bại bởi sự hân hoan đó không nên là một điều mà vị ấy tiếp tục. Thì theo từ cái cảm giác hỷ thọ đó, thì vị đó sẽ đạt đến cảm giác lạc thọ. Như chúng tôi nói là cái hỷ thọ thì hân hoan, giống như là mình nhìn thấy một cái khát nước, mình nhìn thấy cái ly nước, hay là buồn ngủ mình nhìn thấy chiếu manh, ta nói như vậy. Nhưng mà lạc thọ đó là trạng thái hưởng cảnh, như là mình uống nước, chẳng những mình thấy mình vui rồi mà uống nước vào thì nó đã khác, nó giải khác. Cái giải khác lạc thọ đó nó là một cái trạng thái hưởng thụ. Dạ. Như là hỷ thọ là khi mà mình nhìn thấy đồ ăn ngon dọn lên trên bàn mình thích, nhưng mà khi mình gấp cái ăn bỏ miệng mình nhai cảm thấy ngon, cái đó gọi là lạc thọ. Nhưng mà ngài thực sự dùng cái chữ gọi là hưởng cảnh. Thì cái cảm giác lạc thọ này nó lại mang hai cái tính cách. Một tính cách là nó giúp cho chúng ta gắn bó nhiều hơn đối với điều mà mình đang thực hành. Ở đây chúng ta nói về trường hợp của hơi thở. Thì khi vị này với cái cảm giác lạc thọ đó, thì vị này cảm nhận rằng niệm hơi thở đó, nó là một cái gì mà thật sự là vi diệu, thật sự là tuyệt vời. Và mình chỉ có muốn niệm hơi thở và sống với hơi thở. Và đôi khi vị này không muốn ăn, không muốn đi gặp các vị thiền sư, không muốn nghe pháp, không muốn làm những gì khác, mà vị này chỉ muốn là ngồi xuống hành thiền. Có khi hành thiền rất là nhiều và vị ấy rất là hài lòng, rất là bằng lòng về chuyện đó. Thì thưa quý vị, cảm giác này một số các vị thiền sư gọi là trạng thái nghiện ngập, trạng thái ghiền. Niệm hơi thở là một chuyện tốt rồi, nhưng mà tại sao ghiền là một chuyện không tốt? Là nó giống như một đứa trẻ mà cha mẹ mua một món quà, một cái iPad về, mà bắt đầu nó chơi với iPad mà nó chơi nó thích quá, tới giờ ăn kêu nó ăn nó cũng không ăn, đi học nó không đi học, tức là
cái cuộc sống nó chỉ biết có iPad thôi. Thì khi một vị mà tu tập đạt đến cái cảm thấy lạc thọ ở trong cái niệm hơi thở đó, thì nhiều lúc vị này cần bị lôi kéo ra khỏi điều đó. Và lôi kéo bằng cách nào? Vị này phải gặp các vị thiền, gặp vị thức, vị này phải đi khất thực, vị này phải được chấp tác ở trong nhà, và vị này không được có cái tư tưởng nghĩ rằng mình lúc nào mình cũng tranh thủ trở về mình làm việc đó. Dạ, mình trở về, tại đó là một cái cảnh giới mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc và mình chỉ muốn trở về đó thôi. Thì hành giả phải có ý thức rằng mình đang niệm hơi thở là một cảm giác lạc thọ. Cái này là cái mà rất là khó để phân biệt giữa cái Vipassana và Samatha. Samatha nghĩa là chỉ, tức là chỉ tập chú một cách kiên định, tập chú một cách rất là toàn tâm. Nhưng mà Vipassana thì Vipassana là một cái khả năng hồi quán, khả năng tỉnh thức, nhận ra rằng đây nó là một sự nghiện ngập, đây là một sự dính mắc, và đây có tất cả giai đoạn. Thì vì đó là phải là một vị tiếp tục đi tới và tiếp tục. Ở trong thuật ngữ của Thiền Tông gọi là go on, là mình phải tiếp tục. Nó không thích, nó không vui thì cũng là một điều tạm thời, mà nó thích, nó vui mình cũng là điều tạm thời, mà tiếp tục phải đi tới và đi tới. Do vậy lúc bây giờ vị này phải có cái ý thức rõ về cái cảm giác lạc thọ. Như chúng tôi nói là cảm giác lạc thọ này tùy người. Có người bị đánh lạc hướng bởi cảm giác hỷ thọ, nhưng có những người bị lún sâu bởi cái cảm giác gọi là xin lỗi, có những người bị lạc hướng bởi cảm giác hỷ thọ, và có nhiều người bị lún sâu bởi cảm giác lạc thọ. Hiểu được điều này đó, thì đôi khi chúng ta không hiểu cái câu Phật ngôn mà khởi đầu ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Khi một vị thiên đến hỏi Đức Phật, Ngài đang đứng lại hay Ngài đang đi tới, thì Ngài nói rằng đứng lại thì ta chìm xuống, bước đi thời trôi dạt. Dạ. Vị này không hiểu được cái ý nghĩa tại sao mà đứng lại thì lại chìm xuống, mà bước đi thì trôi dạt. Bước đi ở đây như trạng thái hỷ thọ, đó là mình cảm thấy hân hoan. Dạ, mình cảm thấy hân hoan và mình theo đuổi đó, nhưng mà cảm thấy lạc thọ đó là trạng thái đắm chìm, mình bị chìm ở trong trạng thái đó. Thì cả hai đó nó đều đánh mất định và niệm hết. Dạ, định và niệm nó khiến chúng ta đánh mất như vậy. Nên ở trong giai đoạn này hành giả phải thấy được hỷ và thọ đó chỉ là đối tượng của quán chiếu, chứ nó không phải là đối tượng để bám víu. Cái quán chiếu khác mà bám víu khác. Cái quán chiếu là hỷ là hỷ, lạc là lạc, và mình hiểu rằng nó chỉ là một giai đoạn mình phải đi qua. Cũng giống như là một người mà mới mua chiếc xe về, thời gian đầu rất là chăm chút, quét bụi rồi là dọn sạch, đi đâu cũng nhớ đến chiếc xe là được hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà 2 năm nữa, 3 năm nữa vẫn làm như vậy thì thực sự không có bình thường. Tại vì mới mua chiếc xe thì cái đó thì cũng đã đành đi, nhưng mà nếu làm cái đó hoài thì thật ra người đó bị nghiền xe rồi. Hồi nhỏ chúng tôi có đọc một đoạn của Hiến Lê của nó, có những người mà họ mua sách về, họ gìn giữ sách rất là cẩn thận, cái đó gọi là họ yêu sách, họ thích sách. Nhưng mà tối ngày họ cứ đem cuốn sách ra, rồi họ đóng bìa, rồi họ bọc plastic, rồi họ làm thế này kia, gọi là chơi sách. Khi mà chơi sách thì cuốn sách nó không còn nằm ở trong cái giá trị của một cái lợi ích cho được nữa, mà nó chỉ là một thú tiêu khiển. Người ta dùng chữ chơi sách. Bây giờ thưa quý Phật tử, trong cái phần về niệm dập xúc tức chức niệm và thọ quán niệm xứ đó, ngoài cái cảm giác lạc thọ, cảm giác hỷ thọ đó, nó còn có hai cái đoạn sau mà chúng ta mới nghe đó, thì dường như là thuộc về tâm quán niệm xứ. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài đặt vào trong thọ quán niệm xứ, đó là an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. Như chúng tôi nói rằng an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành đó, nó là một trạng thái hân hoan và thoải mái với cái niệm hơi thở. Thì hai cái cảm giác hân hoan và thoải mái đó, nó đơn thuần
Dạ, chỉ là cảm thọ. Và cảm thọ là cảm thọ. Dạ, cảm thọ, cảm thọ. Cái này là cái một điểm mà một người, một cái vị hành trì niệm xứ nó khác hơn về những trạng thái, những cái phương pháp khác. Đó là chúng ta nên hiểu là nếu mà mình tu tập, mà mình nghĩ rằng mình tu tập để không có khổ, để vượt qua cái khổ, để chịu đựng được cái khổ, nó là một chuyện. Nhưng mà mình nếu tu tập đó, mà để mình được cái sự thoải mái, cái sự an lạc đó, thì thật sự nó là một cực đoan khác. Tại vì nó không phải là một cái cứu cánh. Và tại sao mà Đức Phật dùng cái chữ gọi là trung đạo? Dạ, trung đạo. Cái này là cái rất là khác biệt giữa những người Phật tử Tây Phương khi hành thiền. Hồi nãy chúng tôi có nói ban đầu đó là nhiều người xem thiền đó là dẫn đến một cái trạng thái, một cảm thái an lạc, và một cái cảm thấy thư giãn, một cảm thấy hoàn toàn relax. Nhưng mà thiền không phải như vậy. Với một người nào mà đã hành thiền rồi thì hiểu rằng khi mà một cái cảm thấy giác thoải mái, nó trở thành một cái gối đầu, nó trở thành một cái gì mà chúng ta quá thích thú, thì nó sẽ nên nó ru ngủ, và chúng ta sẽ đánh mất trạng thái tỉnh thức. Và cái sự ru ngủ đó nó sẽ không tồn tại lâu, nó chỉ được một lúc. Và có nhiều người khi đánh mất cái trạng thái thoải mái đó, đó thì họ muốn trở lại. Và trở lại cũng như là một cái người mà đi chợ, một cái chợ nào đó họ mua được món gì họ thích đó, rồi vài ba tháng sau họ cũng muốn trở lại để họ tìm mua cái món họ thích. Nhưng lúc cái món nó không còn nữa, nó chỉ là một cái hoài niệm, nó chỉ là một cảm giác tưởng tiếc quá khứ. Nhưng mà khi có nhiều người một lúc nào đó họ đạt đến cảm thấy hỷ thọ, lạc thọ, hay là an tịnh về thân hành, an tịnh về tâm hành. An tịnh về thân hành nghĩa là cái sự dễ chịu hoàn toàn với hơi thở, và thở tự nhiên. An tịnh thân hành thở tự nhiên, và an tịnh tâm hành là cảm thấy gắn bó với hơi thở, mà cảm thấy không có vấn đề gì với hơi thở. Nhưng mà cả hai cái sự an tịnh đó nó chỉ có tất cả giai đoạn, và nó thuộc về thọ, nó thuộc cảm thọ. Quý vị đọc rất kỹ ở trong bài kinh này, nó thuộc về cảm thọ, nó thuộc quán. Và không nên lấy đó làm cứu cánh. Cái sợ nhất của một cái người hành thiền, cũng như những người sống vào trong cuộc đời này, là họ chỉ tin rằng cuộc sống chỉ có hai điều là thuận và nghịch, vui và khổ. Và cái khổ là cái gì mình phải chống đối, mình phải tránh. Và cái vui, cái gì, cái thuận là cái gì mà mình nên bám víu. Nhưng phải là cuộc sống thuận và nghịch, khổ đối với hành giả nó chỉ là cảm thọ thôi, và nó không phải là chuyện lớn. Và nó không phải là một chuyện lớn đặt vấn đề, mà cái chuyện quan trọng ở đây là hành giả có thể tiếp tục, và tiếp tục tiếp tục một cách lành mạnh, tiến tới một cách lành mạnh, chứ không có bị kẹt vào điều đó. Đó là chúng ta nói về cái thọ quán niệm xứ. Quý vị nhớ rất kỹ, đọc lại phần này. Ở trong phần cái pháp niệm hơi thở đối với thọ quán, nó bao gồm cả thân hành và tâm hành. Tại sao thân hành và tâm hành được ghi vào chỗ thọ quán niệm xứ? Tại vì thân hành là một trạng thái thở được tự nhiên, và an tịnh tâm hành nghĩa là sự gắn bó với hơi thở mà không có bị chi phối. Thì cả hai là cái mà hành giả cũng phải vượt qua. Bây giờ chúng ta qua một đoạn tiếp theo. Đức Phật ngài dạy về niệm hơi thở đối với pháp quán niệm xứ. Đối với tâm quán niệm xứ, cảm giác tâm tôi sẽ thở vô, cảm giác tâm tôi sẽ thở ra. Với tâm hương quang tôi sẽ thở vô, với tâm hương quang thở ra. Hôm qua chúng tôi nói rằng 10 bản dịch ấy, thì bản Việt dịch này chẳng những không lột lời hết ý nghĩa của chánh văn phản ngữ, mà nó rất là phản, nó rất là đối chiếu lại, nó rất là đối nghịch lại với cái bản dịch. Thứ nhất là chúng ta không nên dùng cái chữ không dùng chữ tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Chỉ là thở vô và thở ra thôi. Nhưng mà chúng ta có hai mệnh đề, và chúng ta hay bây giờ họ không dùng cái mệnh đề hoặc là một cụm từ đó, hai cụm từ cũng được, hay là hai mệnh cũng được. Đó là khi mình nói là cảm giác tâm sẽ thở vô, cảm giác tâm sẽ thở ra, thì lúc chúng ta nói cảm giác tâm thở vô, cảm giác tâm thở ra đó, thì cái cảm giác tâm nó như một tiền đề, nó giống như một mệnh đề chính, và cái thở nó như một cái điều kiện
cho cái chữ giải thở vô. Thở là thở, chứ không phải là mình đặt cái điều kiện là mình phải cảm giác tâm để mình thở vô. Nhưng mà lúc mình thở vô và thở ra, thì trong cái thở vô thở ra cùng lúc đó, chúng ta thở vô thở ra mà chúng ta ghi nhận được cái sự lắng động, ghi nhận được cái sự an tịnh. Thở trong cái tư thế an tịnh, chúng tôi lấy ví dụ là mình đang lái xe ở trên một đoạn đường, thì cũng chân ga, cũng chân thắng, chân ga đó cũng cái tay lái đó, nhưng mà mình cảm giác được con đường nó bằng phẳng, cảm giác bằng phẳng. Thì cảm giác con đường bằng phẳng mà chiếc xe đang lăn bánh đó, là có nghĩa là cùng lúc chúng ta có khả năng hiểu được chiếc xe nó chạy bình thường và con đường bình thường. Nhưng mà đôi lúc chúng ta nghe có gì gặp gền, thì trong gì gặp gền đó có thể là do cái máy xe nó có vấn đề, hay là do con đường có vấn đề. Nhưng mà ở một trường hợp nào đó thì cái khả năng ghi nhận máy xe và con đường nó đi được hai mà nó là một. Dạ, đó là một điểm mà tương đối là tế nhị khi hành giả theo dõi. Thì vị này nhờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Hãy lưu sư. Dạ. Rè hả sư? Dạ. Rè sư quan hệ chờ chúng tôi một chút. Không biết là giờ quý vị có nghe lại được chưa? Chúng ta trở lại, phải nhắc một điều là thông thường thì ở trong tiếng niệm xứ, niệm thân là có chính pháp, là niệm hơi thở, niệm đại quay nghi, niệm tiểu quay nghi, niệm về tứ đại, niệm về bất định, niệm về tử thi, niệm về hài cốt. Và hài cốt thì có ba cái thứ hài cốt khác nhau. Ở trong chính pháp niệm thân thì chúng ta thường có cảm giác là niệm hơi thở là một ở trong chính pháp niệm thân. Nhưng mà ở đây đó, ở trong bài kinh này mình nên hiểu lại là niệm hơi thở nó là một cái bản địa hay là một pháp nền tảng cho cả bốn pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chứ niệm hơi thở không hẳn là một pháp niệm riêng. Và khi niệm hơi thở đó thì nó có những cái trình tự về những gì sẽ xảy ra. Và ở trên cái trình tự này chúng ta sẽ thấy rằng nó không nhất thiết là có lớp lang, nhưng mà có đôi khi cảm thọ xuất hiện, có đôi khi những cái trạng thái tâm xuất hiện, và có đôi khi chúng ta phải quán những điều nó liên hệ, như gọi là quán pháp. Thì trong giai đoạn niệm tâm đó, nó lại tạo cho chúng ta một cái sự lủng củng. Như chúng ta biết theo trong A Di Đàm đó, thì mỗi một lần chúng ta chỉ sanh khởi một cái tâm, và đôi khi những cái tâm ý nó chen với nhau ở trong cái dòng tư tưởng đó, nó làm cho chúng ta cảm tưởng như một lúc mà mình suy nghĩ hai ba thứ. Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta không thể sống một lần hai cái tâm được, sống một lần chỉ có một dòng tư tưởng thôi. Nên chi là đăng quán, mà tâm cũng là sở quán, tức là tâm là sự quán chiếu, mà tâm là đối tượng sự quán chiếu. Thì điều này nó sẽ dẫn hành giả đến cái chỗ lũng cụng, và chúng ta cảm thấy lấn cấn là không biết cái nào là cái nào cái thật của mình. Mình cái tâm của mình là cái tâm bị quán chiếu hay tâm đang quán chiếu. Thì khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nhớ một lần Ngài Tịnh Sự, Ngài ngồi nói chuyện với một bà Phật tử. Bà Phật tử đó, bà kể cái công việc của bà là bà hay nổi sân lên. Và khi nổi sân lên, cái thói quen của bà là bà hay chụp cái roi và đánh con. Bà đánh con. Thì lúc mà bà đi hành thiền với Ngài Duy Nghiêm về, thì mỗi lần bà nổi sân lên thì bà nhớ, bà nhớ đó là tâm sân. Và khi bà nhìn vào tâm sân, bà nói là sân thì bà không có
còn có thể tiếp tục cầm cái roi đánh vào đứa con được. Thì ngài tự trưởng ngài nói rằng chuyện đó là chuyện rất là tự nhiên, khi cái tâm chánh niệm đó, thì tâm chánh niệm nó khởi lên thì nó khiến cho cái đối tượng chánh niệm đó nó không còn hoạt dụng bình thường nữa. Thật ra mà nói đó, thì khi tâm chúng ta khởi lên đó, thì lúc nó đang khởi lên thì chúng ta không thấy được nó, nhưng mà khi chúng ta thấy được nó đó thì nó đã vừa biến mất rồi, nó đã nhường chỗ lại cho chánh niệm. Ý chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình đang thở mà mình biết rằng mình đang thở vô hay đang thở ra đó, thì cái thở đó đó nó là hiện tại giờ mình đang thở vô thở ra, nhưng mà cái tâm mà khi mình biết nó đó, thì cái tâm đó, đó nó đã hết rồi, nó đã xong rồi. Ở trong văn phạm Anh ngữ người ta gọi là một cái quá khứ hoàn thành hay là một quá khứ tiếp diễn. Chúng ta nói một cái gì nó vừa xảy ra và nó đã xảy ra xong rồi. Dạ, ví dụ như là chúng tôi vừa đang ngồi niệm hơi thở, chúng ta đang niệm hơi thở mà chúng ta chợt nhớ chuyện đi chơi, và lúc đó hành giả ghi nhận rằng đó là một sự phóng tâm. Thì khi hành giả ghi nhận trạng thái phóng tâm thì trạng thái phóng tâm nó không còn đang diễn ra, mà nó đã thuộc về một cái quá khứ hoàn thành. Chúng ta hoàn thành cái ý chúng tôi muốn nói rằng lúc đó thì vị ấy nhận ra được, dạ, nhận ra được là mình vừa có cái ý tưởng là muốn đi chơi chẳng hạn. Trở đây chúng ta không cần phải đem ra một cách chi tiết, vị này chỉ cảm nhận một cách rất là tổng quát, đó là tâm có định và tâm không định. Dạ, tâm có định thì tâm không có định lúc đó, và mình hiểu. Và cái hiểu này đó, nó giống như là một cái trạng thái chúng ta gọi là ý thức. Dạ, trạng thái ý thức. Ví dụ như chúng tôi biết rằng có những người họ nấu ăn lâu ngày thì họ có sự tinh tế đến nỗi mà họ biết rằng ngày hôm nay mặc dù họ nấu ăn họ chưa có nếm thức ăn, nhưng mà họ biết họ không tập trung, bực nghĩ chuyện gì đó, họ đang bực bội chuyện gì đó, họ không có tập trung hoàn toàn. Hay hoặc giả là hôm nay chúng ta vào nghe pháp, nhưng mà có những ngày mình vào nghe pháp mình để hết tâm tư của mình, có những ngày mình nghe pháp nghe mà nó ba trật ba dục, bởi vì vừa nghe mà vừa lo cái chuyện đại dịch, lo chuyện con cái, lo chuyện xa chuyện gần. Thì đối với hành giả, những cái chuyện đó đó nó không phải là một vấn đề để bực bội, nó không phải là vấn đề để phản đối, không phải là vấn đề để chỉ trích, mà nó chỉ là một vấn đề được ý thức. Nói một cách khác là được cảm nhận. Dạ, được cảm nhận. Cảm nhận là mình đang thở với tâm định tĩnh, và cảm nhận với thở với tâm không định tĩnh. Mình nên biết cái chuyện đó, và mình nên hiểu rõ chuyện đó. Cái trạng thái tâm này nó là cái nền, thưa quý vị. Nó là cái nền ở trong bất cứ trường hợp nào. Khi mà chúng tôi còn ở với sư trưởng, có một lần chúng tôi nghe sư trưởng nói câu này là mình là một vị giảng sư, pháp sư đó, đôi khi mình lên xuất pháp đó, mặc dù mình chưa xuất pháp ra, nhưng mà mình có thể nghĩ được, biết được là hôm đó mình đang ở trong một cái tình trạng sức khỏe tốt hay sức khỏe không tốt, cái tâm thái của mình đó ở trong tình trạng tốt hay không tốt. Ví dụ như có những trường hợp mà mình lên ngồi mình chưa thuyết pháp, mình đã hiểu rằng mình có thể nói điều đó một cách ra rất là sống động, nhưng lúc nào đó cái thân mình nó không được khỏe, cái tâm mình nó không được định tĩnh, mình biết. Thì điều đó tương tự như một vị hành giả mà ngồi thiền đó, thì có những lúc mà mình biết rằng tâm của mình đang bị chi phối là không có định tĩnh, và có những lúc mình biết cái tâm mình định tĩnh, thì vì đó phải có cái ý thức, và chỉ ý thức như vậy là đủ, chứ không có phản đối nó hay không lên án nó. Cái ý thức ở đây chỉ là mình biết nó như vậy là như vậy đó, và không cần phải có thái độ gì về nó hết. Dạ, mà trở về là tiếp tục theo dõi hơi thở. Cái điểm chính của chúng ta ở tại đây đó là chúng ta có khả năng trên phương diện gọi là tâm quán niệm xứ đó, là làm sao mà vừa nhận ra cái tâm thái của mình và đồng thời vẫn bám chặt vào hơi thở. Đây là một cái điểm mà không phải một cái người nào cũng ý thức được. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng mình làm sao mình vừa lái xe
mà mình có ý thức được là ở chung quanh mình có những chiếc xe đang lái gần, lái xa, thời tiết chung quanh như thế nào và cái traffic như thế nào. Rồi mình có thể cãi lên, mình nói rằng nếu mình để ý traffic làm sao để ý cái xe mình được. Nhưng mà có, và mình có vừa có thể để ý vào cái tay lái, vừa cái chân ga của mình, nhưng mình vẫn có thể ý thức ở chung quanh. Thì điều này á, nó là một cái khả năng ý thức toàn diện khi một người tu tập rất là tinh tế. Chúng ta nhớ rằng một cái trường hợp mà quán về hơi thở, phán quán về thân quán niệm xứ đó, nó có một cái lợi thế là chúng ta phân biệt rất rõ giữa cái chủ thể, khách thể, giữa cái năng quán và sở quán. Nhưng mà khi mà mình đụng tới tâm quán xứ đó, thì cái năng quán và sở quán, tức là cái đối tượng để quán chiếu và cái tâm quán chiếu đó, nó tuy hai mà là một. Thí dụ vị đó có định tĩnh, biết là mình định tĩnh, thì cái định tĩnh đó nó cũng bao gồm cả có chánh niệm, và cái không định tĩnh đó thì nó cũng là một đối tượng để quán chiếu. Thì bất cứ vị nào mà có hành trí niệm xứ lâu đó, thì vị đó phải có một cái trạng thái tâm rằng hôm đó mình quể quải, mình cũng ngồi, mà mình không quể quải mình cũng ngồi, mình ngồi tốt, cái tâm định tốt cũng ngồi, và tâm định không tốt vẫn ngồi. Ngồi là ngồi thôi, nó có chuyện tốt hay không tốt, tức là tất cả đều là sở quán hết, tức là tất cả đều là cái đối tượng đi quán chiếu hết, chứ nó không có cái chuyện gì mà bữa nay mình mới thấy được đối tượng quán chiếu, mai không thấy đối tượng quán chiếu, không có chuyện đó. Mà tất cả nó đều nằm ở trong cái tầm nắm hết. Như chúng tôi có một cái ví dụ cách đây 2 hôm, đó là bản thân chúng tôi làm vị trụ trì, thì chúng tôi biết rằng cái vai trò mình làm trụ trì đó là mình giải quyết tất cả công việc, dù là việc vui mình cũng giải quyết, mà việc buồn cũng giải quyết, chứ không thể nói rằng tôi làm trụ trì tôi chỉ làm việc này, và gặp những chuyện đó tôi nói tôi không phải, việc đó phải là việc của tôi, nhưng mà đó là việc chùa thì mình làm trụ trì việc gì mình cũng giải quyết thôi. Thì với một hành giả tu tập chánh niệm tương tự như vậy, ở trong cái tầm nhìn của chánh niệm á, thì nó không có chuyện gì gọi là tốt, không có chuyện gì xấu. Ngài Anh Sanh Cha, ngài có đưa một cái ví dụ như vậy là người miền quê họ lặt rau á, quý vị đi hái rau, mình hái một rổ rau vào đó, thì mình khi mình lặt rau mình có 2 cách. Một á, là mình chọn lấy những cái rau ăn được, mình lấy. 2 cách là mình loại bỏ những cái rau không ăn, những cái lá không ăn được, ví dụ lá héo, lá già, hay là những cái cọng mà mình không có nhai, không ăn được. Nhưng mà tuy là 2 nhưng nó là 1. Nói như vậy thì chúng ta phải hiểu được là không phải mình lặt rau có nghĩa là lặt rau có nghĩa là mình chỉ lựa những lá, những cái rau tốt thôi, hay lặt rau là chỉ cố gắng đi tìm những cái lá xấu để bỏ ra mà thôi. Nhưng mà mình nói rằng tìm những lá xấu bỏ ra thì cái còn lại là lá tốt, hay là nhặt những lá tốt lên để còn lại lá xấu, thì nó cũng là một cách nhặt rau. Thì ở đây cái gọi là chúng ta thường phân biệt cái năng quán và cái sở quán đó, chúng ta coi chừng trong sự nhập nhằng đó, chúng ta không có cái ý thức toàn diện để nhìn được cái vị thế của mình, và khiến cho chúng ta lúng túng. Chúng ta lúng túng là không biết là mình nên theo nó hay là mình nên bỏ nó. Không khéo mình bị điều hủ ly sơn. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền mà mình nghĩ đến cái chuyện nhà, mình đang lo lắng ở nhà thế nào, rồi khi đến chuyện nhà đó thì mình lại tự nhắc với chính mình là đừng lo chuyện nhà nữa. Rồi khi nghĩ đừng lo chuyện nhà nữa thì mình đem kinh điển ra mình suy nghĩ, mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, và cái chuyện suy nghĩ đó nó lại khiến cho mình bị chèo kéo, mình bị cuốn hút theo. Mà cuốn hút mình đi một lúc đó, mình không biết là đi đâu về đâu, không biết mình đang ở đâu về đâu. Mình nghĩ rằng mình đang vận dụng tư tưởng để mà mình đối trị cái sự phóng tâm, nhưng mình lại chạy theo sự phóng tâm đó. Thật ra khi hành giả ý thức được, thì ý thức một cách đơn giản là tâm định tĩnh hay tâm không định tĩnh, và sau cái tâm định tĩnh không tâm định tĩnh đó, thì trở về lại với hơi thở. Trở về lại với hơi thở. Cái này thì hơi khó nói một chút, nhưng mà
với một người đã tập thuần thục lâu rồi, thì trong lúc vị đó đang theo dõi hơi thở, vừa ý thức được hơi thở ra, hơi thở vào, mà vị đó còn có cảm nhận được là cái tâm thái lúc mình thở nó ra sao nữa. Dĩ nhiên chuyện này rất là khó tin. Dạ, rất là khó tin, làm sao mà mình vừa niệm hơi thở ra, hơi thở vào được, mà làm sao mình có thể cảm nhận được cái tâm thái của mình ra sao. Nhưng mà chúng ta sẽ làm được. Dạ, chúng tôi nói rằng ở trong đời sống của mình có rất là nhiều cái lần mà quý vị vừa nấu ăn mà vừa có thể ý thức được cái tâm của mình lúc đó nó ra sao. Vừa lái xe, đang lo điều chỉnh tay, lo điều khiển tay lái, tay ga, chân ga, mà có thể biết được là ở chung quanh mình có xe gì, xe gần hay xe xa. Nó không phải là một cách phân tâm nhị dụng, nó không phải là một cách mà chúng ta một lần chúng ta biết hết nhiều chuyện. Nhưng mà cái khả năng mà để ý thức có ở nội tại, ngoại tại, trong và ngoài, ý thức được cái năng sở đó là một cái trạng thái mà hành giả có thể dần dà để biết, để đạt được. Và thứ gì, chúng tôi sẽ để cái phần thất giác chi đó qua ngày mai, tại vì hôm nay không có thời giờ để nói về quán niệm xứ, quán hơi thở với thất giác chi. Nhưng mà riêng về ở tại đây thì chúng tôi đi một điểm nữa là niệm hơi thở với pháp quán niệm xứ. Dạ. Cái chữ pháp ở đây là một chữ mà có nhiều người không có định nghĩa rõ về chữ pháp. Chữ pháp ở trong Phật pháp thì nó có nhiều nghĩa lắm. Dạ. Thí dụ Phật pháp tăng là nghĩa khác, hay là chư pháp, tất cả pháp là vô ngã, chữ pháp hiểu khác. Mà sắc thinh xúc pháp, chữ pháp là cảnh pháp là hiểu khác. Nhưng mà cái pháp quán niệm xứ ở đây là gì? Pháp quán niệm xứ ở đây đó là những cái thể tài, những đề tài của Phật pháp mà được nhìn thấy ngay ở trên thân tâm của mình. Ví dụ như khi chúng ta đọc vào pháp quán niệm xứ thì chúng ta đọc có năm truyền cái, đọc về tứ niệm xứ, về thất giác chi, về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, về tứ đế, vân vân. Thì tất cả những điều đó đều là những đề tài của pháp hết. Nhưng mà nó có trường hợp chúng ta đọc về đề tài của pháp qua kinh điển, hay là như quý vị đang nghe pháp ở tại đây, thì chúng ta học đề tài của pháp qua lời nói của các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Nhưng mà trong pháp quán niệm xứ đó là chúng ta phải đọc những đề tài pháp đó ngay chính trên thân tâm của mình. Dạ, đây là một điều mà chúng ta phải lấy nó khác biệt. Trong cái bản dịch đó có những câu như là quán vô thường, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Dạ, như chúng tôi nói là cái bản dịch này có vấn đề lớn lắm. Có vấn đề là có chữ tôi trong đó, mà có vấn đề là chúng ta dùng những chữ như là quán vô thường, tôi thở vô, quán vô thường, tôi sẽ thở ra. Thì cái quán vô thường hay là đó nó trở thành một cái tiền đề, nó là một cái điều kiện cách. Dạ, nó là một cái mệnh đề đầu tiên, đó là một cái điều kiện. Dạ, mình sẽ thở vô bằng cái cách quán vô thường, thở vô cách quán vô thường, hay là quán vô thường rồi mình mới thở vô, quán vô thường nó rồi mới thở ra, vì mình không có quán như vậy. Thì thứ nhất là cái mấu chốt mà của thực tại đó, chúng ta sẽ nhìn qua hai cái điểm là chưa có mà có gọi là sanh, khi mà có mà không còn nữa gọi là diệt. Và sanh diệt đó, đó là hai cái đầu mối dễ nhất để chúng ta nắm bắt lại thực tại. Sự hiện hữu chúng ta là gì? Sự hiện hữu chúng ta là sự đắp đổi của dòng sanh diệt. Dạ, nó chợt ẩn, chợt hiện, chợt biến, chợt mất. Một lúc nào đó mà chúng ta nhìn những cái bọt biển hay những bong bóng nước, nhìn cho kỹ thì bong bóng nước nó không có đứng yên, mà ở trong đó nó là một cái kết tập của nhiều cái bong bóng nước nhỏ. Và những bong bóng này nó sanh ra rồi diệt, sanh ra rồi diệt, nó tạo thành một cái chùm bọt biển hay chùm bong bóng nước. Thì cuộc sống là một sự hỗn độn của những cái sanh diệt. Chúng ta sống ở trong một căn nhà, và chúng ta sống ở trong một cảnh nào đó, mình thấy dường như là mặt trời lặn, mặt trời mọc,
cũng căn nhà đó, cũng thân đó, cũng tâm đó, nó luôn luôn hiện hữu. Nhưng mà thật ra thì mỗi một cái giờ phút đó, nó chỉ là một cái phiên bản, một cái phiên bản. Ví dụ như là thân tâm của chúng ta trong khoảnh khắc trước và thân tâm trong khoảnh khắc này, trên phương diện vật lý và tâm lý, nó đều là sanh diệt hết. Tâm cũng sanh diệt và thân cũng sanh diệt. Thì cái mà thân tâm của chúng ta hiện tại nó là một cái phiên bản nằm ở trong một cái mô, một cái khuôn của cái cũ, là nó giống cái cũ, nhưng mà phải đó phải là cái cũ. Và cái thân mà chúng ta có hôm nay không phải cái thân của ngày hôm qua, hôm trưa, hôm kia, mà cái thân của chúng ta ngày hôm nay nó là một cái phiên bản tồn động lại của ngày hôm qua. Cái đó hơi khó nói. Nhưng mà với một hành giả tu tập đó, thì một lúc khi mà chúng ta nhìn vào hơi thở và nhìn vào những cái hiện tượng của thọ, của tâm, của thân, của thọ, của tâm, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng tất cả là sự đắp đổi của vô thường. Ở đây đắp đổi của sanh và diệt. Cái này nó chợt hiện, chợt mất, chợt hiện, chợt mất. Cái chợt hiện, chợt mất này nó không đơn giản như chúng ta nghĩ là một cái đóa hoa tươi, đóa hoa tàn, quý vị. Hay là nó không đơn giản như là mình trẻ rồi bây giờ mình già, hay là một người thân đang sống rồi tự nhiên báo cho biết mình chết. Mà cái chợt ẩn chợt hiện này đó, nó ngoài cái sự xuất hiện tự nó còn là một cái sự xuất hiện của ở trong cái thế giới chủ quan của tâm. Tâm mình có ghi nhận của nó hay không, và khi tâm mình biết là nó có hiện hữu thì nó có, và cái tâm mình không ghi nhận thì nó không có. Bây giờ chúng ta tạm nói một cái thí dụ này nó hơi khó một chút ở trong cái ngôn ngữ chúng ta có cái danh từ gọi là bóng câu qua cửa sổ. Và bóng câu qua cửa sổ tức là một cái mình ngồi ở trong nhà và mình nhìn qua cửa sổ là cái tầm nhìn của mình nó giới hạn trong một cái khung nhỏ. Khung nhỏ từ cái khung cửa sổ mình. Bóng câu là bóng con ngựa chạy qua cửa sổ thì rất là nhanh. Và khi mà mình nhìn con ngựa chạy mà ở bên ngoài không phải qua khung cửa sổ thì chúng ta thấy rằng con ngựa nó chạy một khoảng dài khoảng chừng 1 phút 2 phút thì nó mới vượt khỏi tầm mắt của mình. Con ngựa đó là con ngựa. Nhưng mà khi mình nói bóng câu qua cửa sổ thì mình thấy con cửa sổ không có con ngựa, rồi bỗng nhiên nó có con ngựa, thì lúc đó chúng ta cảm thấy rằng không có phân biệt được thế nào là sanh, thế nào là diệt. Nhưng mà kỳ thật đó, thì nó có một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Từ lúc cái khung cửa sổ nó không có hình con ngựa, rồi đến cái đầu con ngựa xuất hiện, cái mình con ngựa xuất hiện, cái đuôi con ngựa xuất hiện, và toàn bộ con ngựa xuất hiện trên cái cửa sổ đó. Và cũng một cách rất là nhanh chóng, cái đầu nó biến mất, cái thân nó biến mất, cái đuôi biến mất. Nhưng mà khi mà nó đi qua quất rất nhanh, mình tưởng tượng là một cái bóng câu là một con ngựa phi. Khi mà chúng ta nói bóng câu là chúng ta nói ngựa phi, chứ chúng ta không nói con ngựa đang đi nước kiệu hay đang đi lững thững, mà con ngựa đi rất là nhanh đó. Nó vụt xuất hiện và nó biến mất. Thì thật ra nó đều hàm chứa cả hai cái trạng thái sanh diệt hết. Như chúng tôi nói rằng nó có những cái khoảnh khắc rất ngắn mà con ngựa đầu nó hiện ra từ cái đầu con ngựa, cái thân con ngựa, cái đuôi con ngựa, và trọn vẹn hình ảnh của con ngựa để mình nhận đây là con ngựa ở trên cái cửa sổ, và từ đó nó biến mất đi. Thì cái cảnh bóng câu qua cửa sổ nó còn chậm hơn là những gì mà chúng ta thấy khi mà chúng ta đi vào trong cái trạng thái về sanh diệt và trạng thái sanh diệt. Cái điểm này thì nó gây cho chúng ta một cái trở ngại khi mà chúng ta hiểu tại sao mà một cái vị ở đây không có quán. Quán ở đây nhiều khi chúng ta nghĩ là quán có nghĩa là một cái sự suy niệm, mà dùng chữ quán ở đây thì nó hơi cứng cầu một chút, mà ở đây vì chỉ là thấy thôi. Vì nó trực nhận về cái sanh, trực nhận về cái diệt,
Và nếu mà quý vị hỏi chúng tôi thì chúng tôi phải nói rằng cái chữ trực nhận đó nó khác với chữ quán hơi nhiều. Thành ra đôi khi dùng cái chữ chữ quán nó cũng là một chữ cưỡng cầu, bởi vì có nhiều khi người ta không dịch chữ quán, họ dịch chữ minh sát. Minh sát tức là quán sát một cách tỉnh táo và nhìn một cách tỉnh táo. Nhưng mà chữ minh sát nhiều khi nó ở đó nó còn có cái ý nghĩa của cái chữ là suy xét nữa, suy xét một cách khôn ngoan. Chúng tôi cũng mở đây, chúng tôi phải nói rằng cái chữ vipassana đây nó có nghĩa như là một sự trực nhận, vì là thấy cái này nó sanh và bị nó hiện khởi, và bây giờ nó hiện khởi nữa là nó diệt. Và cái chữ ở đây mà chúng ta gọi là quán vô thường đó, quán vô thường đó, thì vì ấy thở vô, tôi sẽ thở vô vì ấy thực tập đó, thì cả ba cái cụm từ đó nó đều làm cho chúng ta hiểu lầm hết. Hiểu lầm ở đây quán vô thường không phải là suy diễn về sự vô thường, mà quán mà ở đây là trực nhận về sự vô thường. Và trực nhận sự vô thường với một cái đi kèm với sự với hơi thở vô, vì ấy thực hành như vậy. Dạ, vì ấy thực hành như vậy nghĩa là thấy vô thường nhưng mà vì ấy không rời khỏi hơi thở. Nói một cách khác là vì ấy thấy sanh diệt ngay trên hơi thở của mình. Dạ, một cái hơi thở mà với tâm hân hoan, mà bây giờ hơi thở với tâm không hân hoan nữa, thì đó cũng là một dấu hiệu của chuyển dịch, của dịch chuyển, thì dịch chuyển. Và lúc mà mình thở vô với tâm định tĩnh, mà ra với tâm không định tĩnh, thì vị ấy cũng hiểu sự dịch chuyển của hơi thở. Và với cái khả năng thấy được sanh và diệt, thì sanh và diệt nó trở thành một cái gì rất là rõ nét khi các vị niệm hơi thở. Nhưng mà cái sanh diệt này không làm cho vị ấy rời xa hơi thở. Chỉ chúng tôi nói hơi dông dài chỗ này, đó là tại vì có đôi khi chúng ta nghĩ rằng niệm hơi thở đó thì chỉ là niệm hơi thở thôi, và nếu mà mình quán vô thường thì trong lúc mình miên man mình quán vô thường đó, thì mình sẽ rời khỏi xa hơi thở. Thật ra nó không phải vậy, là vị này nhìn thấy sự vô thường ngay trên cái hơi thở của mình, và nhìn thấy cảm thọ của mình ngay trên hơi thở của mình, nhìn thấy cái tâm thái của mình ngay trên hơi thở của mình. Nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thưa quý vị, cái đó là do sự thành thạo hết, do cái sự quen tay chúng ta hiểu được. Chúng tôi có nghe một người họ nói rằng họ có khả năng đếm tiền, mà khi họ đếm tiền họ sẽ phân biệt được tiền giả hay tiền thiệt đó. Thì không phải là khi mình phân biệt, nghĩa là mình ngồi đó mình suy tư, mà mình rời cái sự đếm thì vẫn là đếm đó. Trong cái đếm đó người đó có khả năng phân biệt được. Thì đây là một điểm rất là khó hiểu ở trong đời sống của chúng ta. Một khi mà chúng ta đã tinh đế rồi đó, thì chúng ta có thể kết hợp một cách dùng nhuyễn. Như là chúng tôi đã từng thí dụ rằng một người họ rất giỏi về ngữ pháp, họ giỏi về niêm luật của thơ, thì lúc họ đọc thơ thì cái lời thơ đó nó lại là một cái sự vận dụng ảo diệu của niêm luật. Nhưng mà không phải là vừa làm thơ mà vừa phải cân nhắc từng chữ, cái dơ vần như thế nào, bằng cắt như thế nào, là tìm chữ để mà ráp chữ. Khi mà tìm chữ để mà ráp chữ thì cái nguồn thơ nó tức là người ta nói là thi rồi tứ, và cái tứ thơ nó không có tuôn chảy một cách tự nhiên nữa, mà nó trở thành gượng gạo. Nhưng mà cái khả năng mà sử dụng hiểu biết về niêm luật đó, nó vẫn có hiện diện đó. Thì tương tự như vậy là khi một hành giả niệm hơi thở, thì trong lúc niệm hơi thở vì ấy có cả niệm thân, có cả niệm thọ, có cả niệm tâm, có cả niệm pháp, và áp dụng như thế nào để có thể thấy được thân thọ tâm pháp ngay trong hơi thở đó, thì điều này nó cần một cái thực hành mà tương đối để chúng ta có thể thuần thục hành thạo. Ở đây là pháp hành, ở đây nó là một cái kinh nghiệm mà không thể nào chúng ta có thể dùng cái ngôn từ ngữ đi mô tả hết. Nhưng một khi mà chúng ta đã bắt tay thực hành thì dần dà mình thấy rằng khi mà mình nói thì nó rời rạc, khi mình nói nó phân mảnh, nhưng khi mình làm thì nó không phân mảnh như vậy, nó giống như là một cái
một cái cuộn dây thừng mà nó bệnh lại bởi nhiều dây nhỏ làm dây thừng. Thì tương tự như vậy, khi mà mình quán hơi thở, quán hơi thở vô hơi thở ra, chúng ta đọc kỹ đoạn này thì sẽ thấy là Đức Phật dạy rằng quán cả thân thọ tâm pháp ngay trên hơi thở ra vô. Như vậy là vị ấy quán hơi thở ra vào làm cho bốn niệm xứ được viên mãn, được sung mãn. Ngày mai này thưa quý vị, chúng tôi sẽ nói chuyện với Thượng tọa Pháp Tân cũng như Thượng tọa Từ Siêu để chúng ta trở lại hoàn tất bài này trong cái việc quán hơi thở với bảy thất giác chi, ở một cái đề tài rất là quan trọng và một phần rất là quan trọng, và cùng với cái phần cuối cùng là minh giải thoát, bởi vì chúng ta không có đủ thời giờ cho ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết Thượng tọa Thượng tọa Pháp Đăng hay Thượng tọa Thượng Quyền có vị nào khoan hỷ còn ít phút còn lại có một vài chia sẻ với quý Phật tử, sẽ trở lại trong giây lát. Không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Thượng Quyền, Thượng tọa có mặt ở trước máy không vậy? Dạ, không có sao, có lẽ là các vị không nghe chúng tôi nói được. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ xin thỉnh Thượng tọa Thượng Quyền. Dạ, thỉnh Thượng tọa Thượng Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa quý vị nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Sư Nguyên Thông, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính chào đến Trời Tri. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng nếu như trong cái kinh Nhập Xuất Tức Niệm mà liên quan đến quán niệm hơi thở, cả một cái cuộc đời của chúng ta thở nhiều, có hay có bao giờ biết rằng mình thở như thế nào và mình thở ra sao và tại sao mình thở? Cho nên đây là một vấn đề. Nếu như ai biết được mình tại sao mình phải thở và nó phải thở như thế nào thì người ấy mới có một cái, có một cách sống, có một cho đúng đắn với cái hiện hữu của mình. Cũng như khoa học á, chúng ta phải biết cách thở thì chúng ta sẽ sống được trường thọ. Còn nếu chúng ta không biết cách thở thì chúng ta sẽ sống nó giới hạn một phần. Và cái cách thở đó cũng chính là nó làm cho cái nhịp tim, nếu nó là vật lý, nhịp tim của chúng ta nó được tốt. Và khi nhịp tim nó được tốt thì nó hỗ trợ cho tất cả các cái hệ thống tiêu, hệ thống coi như là nội tạng của chúng ta nó được tốt đẹp. Mà bài kinh Nhập Xuất Tức Niệm không chỉ nói đến cái ý niệm tu tập mà đó nói về một cách sống, một cách sống để cho chính chúng ta vừa tu mà vừa sống phù hợp, vừa tu mà lại vừa sống tốt vô cùng ở trong cuộc đời này, mà không cần phải chờ đợi yếu tố của ngoại viện, tức là thuốc men, y lý, y khoa giúp cho chúng ta. Có nhiều khi quý vị biết là nếu như chúng ta sống mà chúng ta không biết thở, chúng ta cũng gây một khó khăn cho bác sĩ. Và như lời Đức Phật ngày dạy, khi thở ra, đếm bước, đếm được cái thở ra hay là ghi nhớ được cái hơi thở của mình, thì chúng ta thấy tại sao mà nói rằng thiền để trị bệnh. Có một số vị tu tập có một kiến thức khoa học
và người ta cảm thấy quá tuyệt vời. Đức Phật là một chẳng những là một nhà cũng như bác sĩ về tâm lý trị liệu phiền não đau khổ, mà có thể nói rằng Ngài đã đặt một cái giá trị vật lý hết sức là to lớn cho tất cả chúng ta. Nếu như chúng ta tu tập đúng đắn quán niệm hơi thở thì về bệnh lý tim mạch chúng ta được giới hạn một phần. Bởi vì chúng ta không tu đúng cái tinh thần của Phật, cho nên cái bệnh lý tim mạch của chúng ta có vấn đề. Cái cách chỉ dạy để mà thở đúng, không phải là thở mạnh, không phải là thở nhẹ nhẹ từ 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 từ, mà thở biết đếm bước của nó, theo dõi cái hơi thở cho nó. Nếu mà nó thở hết, thở ra, hít vào, mà nếu biết biết được cái tinh thần như vậy đó, kính thưa quý vị, nhịp tim của chúng ta nó khỏe mạnh và cái sự tu tập chúng ta nó cũng tiến hóa, chúng ta có định niệm một cách rõ ràng. Bởi vì cách thở đó, người ta chỉ dạy mình cách thở đó để cho nhịp tim nó điều hòa, nó tốt đẹp. Chúng tôi không phải là một nhà trị liệu, chính chúng tôi thở cũng chưa có đúng đó, cho nên nhiều khi chúng tôi cũng bệnh lên bệnh xuống về tim mạch chứ không phải không. Nhưng điều mà nếu mà nó sự thật, có những lúc mà khi mà những lúc khi nằm, khi đi kinh hành, hay là những lúc mà chúng tôi nằm xuống, chúng tôi nghĩ rằng bây giờ mình thở, mình phải tập thở để khi mà hơi thở nó không còn thở được, mình phải biết cách chấm dứt hơi thở như thế nào. Đây chính là một sự quán niệm trong cái hơi thở để suy nghĩ tới cái chuyện xa chết. Chứ sự thật mà nói, kính thưa quý vị, mình chứng kiến ở trong đời cũng nhiều lần với những người trực tiếp mà người ta không thở ra được nữa, hay là hít vào không thở ra, hay thở ra rồi không hít vào. Mình cảm nhận được cái trạng thái ngọt của nó khủng khiếp lắm. Trạng thái ngọt của nó khủng khiếp lắm. Mà khi ngọt, khi trạng thái ngọt đó mà người ta không dính, không bệnh, không bám biếu được một cái gì hết, mà người ta chỉ chờ, chờ cái gì? Đó chính là cái chết nó xuất hiện, đúng không? Sự thật là nếu chúng ta không chuẩn bị là chúng ta dễ đành đạch ngay, hay chúng ta tức là chúng ta khó chịu. Nhưng điều phải nói rằng là vào ngay những lúc này, kính thưa quý vị, chúng ta gọi là hộ niệm là ngay lúc này, nhớ nhé, hộ niệm là ngay lúc này, thì chúng ta dẫn người ta đi một cách nhẹ nhàng, bảo người ta không phải lo sợ, sợ cái chuyện chết nó xuất hiện, mà chúng ta bám vững về, nương tựa vào cái hơi thở, hay là quán niệm về ân đức Tam Bảo ngay lúc đó đó, để tâm người ta định tĩnh. Và khi đó đó, kính thưa quý vị, là sự hộ niệm quá tuyệt vời. Cho nên kinh Sức Tịnh thì chúng ta thấy nó rất là rộng, nhưng ở đó cũng chính là để nói lên một cái sự quán niệm hơi thở này, để tập dần cho chính chúng ta phải biết rằng là rồi tất cả các pháp nó vô thường, rồi tất cả các pháp nó vô ngã. Bởi vì hơi thở này, thở vào không biết còn hít vào còn có thở ra được hay không, hít vào rồi có thể thở ra được hay không, thì đây chính là cái sự quán niệm ngay lúc đó đó. Tuy chúng ta nói một cách thông thường, nghe thì nó bình thường như vậy, nhưng đối diện mà cứ mình cứ suy nghĩ rằng trong tối đêm nay mình nằm xuống rồi mình bị ngọt thở, mình chết. Một mình với căn phòng không ai hết, hay là dẫu cho có người bên cạnh, nhưng lúc mà chúng ta bị tai biến, hay chúng ta bị có vấn đề chút xíu, chúng ta không lắc lư được nữa, thì cũng sẽ chết. Cho nên vì cái chết đó chính là cho chúng ta không có sự chuẩn bị trong cái quán niệm hơi thở của mình. Chứ nếu như chúng ta có sự quán niệm hơi thở của mình một cách đúng đắn, một cách chuẩn xác, như lời kinh, như lời dạy của Đức Phật, biết rõ
đếm từng số, hay là chúng ta ghi niệm cái hơi thở, quán niệm hơi thở bằng pháp quán niệm xứ, hay là bằng tâm quán niệm xứ, hay bằng thọ quán niệm xứ, bằng hay bằng thân niệm xứ, vân vân, thì điều này còn cái gì cho bạn? Mua việc điều nương mấy tức hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng sẽ chấm dứt. Cho nên chúng ta không thể nào mà không bỏ qua, không thể nào có thể bỏ qua được, không thể mà quên đi chúng ta phải thở như thế nào để chúng ta sống xứng đáng, để chúng ta sống trân quý cái hơi thở ngay trong hiện kiếp này một cách tốt đẹp nhất, một cách hữu hiệu nhất, để khi chúng ta không còn thở nữa, nó được lợi cho chính mình. Đây tức là vài lời chia sẻ qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã bảo như vậy. Và vừa giờ này chúng con xin có đôi điều chia sẻ như vậy. Nếu được có điều gì cần bổ túc của túc thì cung kính cung thỉnh Thượng Tọa, thì kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Tọa nha. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Thượng Quyền. Bạch Chi Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, chúng tôi xin được chia sẻ một phút về liên quan đến đại dịch Corona. Hiện nay như chúng ta biết rằng con số thất nghiệp của Hoa Kỳ, ở tại Hoa Kỳ đã lên tới gần 15%, một con số rất cao kể từ lúc mà khủng hoảng kinh tế của thập niên 30 của thế kỷ rồi cho đến hôm nay. Rất là nhiều cơ quan cũng như là những chuyên gia báo động rằng ngoài cái dịch bệnh Corona, chúng ta còn đang phải đối diện với sự khủng hoảng về tinh thần, khủng hoảng tinh thần cho những người thất nghiệp và kể cả những người đi làm. Người thất nghiệp thì lý do là cũng có những sự lo âu về tương lai, và cái người đang đi làm cũng có sự lo âu về lây nhiễm và những cái chứng bệnh tâm lý, cũng giống như là những cái suy nhược về tinh thần và kể cả thể xác đó, nó dẫn đến rất là nhiều cái bệnh trạng khác nhau. Và chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có Covid-19 mới là sự đe dọa, mà chúng ta phải chuẩn bị tốt để đối diện với những sự khủng hoảng về nội tại của mình. Mong rằng những sinh hoạt tu học và đặc biệt là ánh sáng Phật Pháp sẽ luôn luôn soi sáng cho chúng ta, tất cả chúng ta. Đây là những giờ phút mà vận dụng được cái tri kiến cũng như là cái lực tu của mình để vượt qua những sự khó khăn này cùng với tất cả mọi người. Xin kính dân chư Tôn Đức đã vào rung để chia sẻ buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy Giả. Nekromak.